Sáng ngày 27 tháng 8, huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2024. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề về tổng quan của chương trình ô cốp, tìm hiểu các nội dung về chu trình ô cốp theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm ô cốp, hướng dẫn nội dung quy trình tổ chức triển khai chu trình ô cốp hàng năm, cách thức ghi phiếu đề xuất ý tưởng sản phẩm, kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp là chương trình phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam. Mục tiêu chính của chương trình là phát triển các sản phẩm địa phương có lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển bền vững. Thông qua lớp tập huấn nhằm duy trì, củng cố, nâng cao sản phẩm ô cốp năm 2024, đặc biệt nâng cao nhận thức, kiến thức quản lý, tổ chức, vận hành chương trình và các hoạt động liên quan đến chương trình ô cốp, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho các chủ thể mới tham gia xây dựng từ đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế tại địa phương